Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón trùm tai xinh xắn như thế này Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón ha Mẫu này thì mình cũng có trang trí thêm cục bông Cũng như phần thân trước mình có móc thêm một họa tiết sò nè Cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn Các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len miêu cốt 125g Và kim móc thì mình sẽ sử dụng kim 3.5mm Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên tạo một nút Móc và kéo lên qua vòng tròn Sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích Sao cho nó có đủ cái độ dài để mình có thể kéo từ cái phần trán ra phía sau ót ha Thì cái chiều dài này mình có để ở phần mô tả Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả sau đó mình làm theo chiều cao phù hợp Và mình cũng có thể canh chỉnh cái size này tùy vào size đầu ha Đối với mẫu này mình sẽ móc lên là 35 mũi móc xích Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã có được cái chiều dài của đoạn xích phù hợp rồi nè, thì các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Móc vào chân thứ 35 một mũi móc đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng ha. Cứ mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng ta sẽ được một cái đoạn như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích ta sẽ thay màu để mình móc hàng thứ hai ha các bạn để ý đây là cái mũi xích mà mình vừa gây nên thì xét đó sẽ là chân của cái mũi móc đơn cuối cùng nè khi móc lên cái mũi móc xích các bạn nhớ gút lại cho cái mũi xích của mình nhỏ lại và kéo dài sợi len lên một tí ha sau đó mình sẽ đâm kim vào cái đường nằm bên ngoài của cái chân mũi móc đơn cuối cùng là cái chân này nè sát với cái mũi xích mà mình vừa gây nên á là cái chân mũi đơn cuối cùng đâm kim vào cái đường bên ngoài như thế này đây để mình bắt đầu móc hàng thứ hai ha. Trước khi đâm kim thì các bạn sẽ tạo cho mình một nút ở cái sợi len khác màu. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút nè. Sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân của cái mũi cuối cùng vào đường nằm ở bên trên như thế này ha, của mũi cuối cùng ở cái phần màu hồng. Chứ không đâm kim vào chân xích nha. Sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Lưu ý khi móc mũi móc xích các bạn nhớ guốc lại cho cái mũi xích của mình nhỏ lại. Sau đó ta đâm kim vào chân móc đó, móc một mũi dời. Tiếp tục nè, ở cái đoạn mà mình vừa tạo cái mũi đơn này nè. Các bạn sẽ chia cho mình ra làm 4 phần ha. Mình có thể lấy cái số xích đầu tiên chia cho 4, hoặc là các bạn cũng có thể canh chỉnh cho mình ra làm 4 phần như thế này. Ta sẽ lấy 1 phần tư ở bên trên để mình tạo cái mũi giả đen. Còn 3 phần tư còn lại mình sẽ móc phần thân ha. Thì 35 mũi này chia cho 4 mình sẽ được sắp xỉ là 8. Các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 8 mũi dời vào 8 chân nè. Mũi dời thứ hai. Tiếp tục mũi dời thứ ba vào cái đường móc thứ ba ha. Mũi dời thứ tư nè. Mũi dời thứ năm. Mũi dời thứ sáu. Mũi dời thứ bảy. Và mũi dời thứ 8 vào chân thứ 8 khi hoàn tất được 8 mũi dời liên tiếp là 1 phần 4 của toàn bộ cái chiều dài đoạn xích này rồi nè. Thì tiếp tục từ cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mũi đơn ha. Mình cũng đâm kim vào cái đường nóc nằm bên ngoài cũng được. Hoặc là các bạn cũng có thể đâm kim vào luôn chân móc cũng được ha. Thì tùy vào sở thích, ở đây mình sẽ đâm kim luôn vào cái đường nằm ở bên dưới nè. Móc cho mình mũi đơn vào cái chân móc thứ 9 đó. Sau đó làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại. Các bạn sẽ móc 2 phần 4 còn lại nha. Còn 1 phần 4 mình sẽ tạo cái họa tiết so Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Các bạn cứ tính cho mình cái số đo sắp xỉ là được Sau khi đã móc cho mình được các cái mũi móc đơn được 2 phần 4 cho cái đoạn xích đó rồi Thì bây giờ còn 1 phần 4 còn lại nè 1 phần 4 đó các bạn sẽ chừa cho mình 3 chân móc kế tiếp 3 chân móc kế tiếp là sát với cái hàng mũi đơn luôn ba chân móc này mình sẽ tạo một cái họa tiết xo. Hả? Các bạn sẽ để ý cho mình nè. ở ba cái chân móc này, ta lấy len lên kim. thì ba chân móc đó, chân đầu tiên, chân thứ hai và chân thứ ba, thì cái chân thứ hai là chân nằm chính giữa. cái chân móc mà mình móc cái mũi đơn thứ hai đó là cái chân nằm phía dưới. các bạn sẽ tạo cho mình một họa tiết xo. Hả? khi lấy len lên kim rồi nè, mình đâm kim vào chân đó, sau đó kéo lên. các bạn kéo cho mình một đoạn vừa dài bằng với cái, cái mũi mà mình đang móc ha. Sau đó tiếp tục lấy lần thứ hai, đâm kim và kéo lên, kéo dài lần thứ hai nè. Lần thứ ba, lần thứ tư. Sau đó kéo lên qua hết các đường trên kim. móc lên một mũi móc xích. Ta có được một nửa của họa tiết sò. Tiếp tục làm lần thứ hai cho cái chân móc đó luôn. Lấy lên lần thứ nhất nè, đâm kim, kéo lên bằng với lại cái mũi đầu tiên ha lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư sau đó kéo len qua hết các đường trên kim móc lên một mũi móc xích ta sẽ có được một họa tiết sò như thế này lúc này mình sẽ còn lại là năm chân móc cuối cùng cái chân thứ sáu là cái chân xác cái mũi sò này nè là cái chân mà mình chụm cùng với lại ba mũi đó rồi nên mình sẽ không tính nha các bạn tính cho mình từ cái chân móc thứ hai trở đi tức là lúc này mình sẽ còn năm chân thì các bạn cứ móc tương tự cho mình giống như là các cái mũi đơn mà mình móc ở bên này. Tức là mỗi chân móc một mũi móc đơn vào cái đường móc nằm bên dưới. Khi các bạn móc dần dần cho mình đến cái chân móc cuối cùng. Thì ở cái chân móc cuối cùng nó sẽ khác với các cái chân còn lại. Mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ mình không móc vào cái đường nằm bên dưới nữa ha. Móc vào luôn chân móc một mũi móc đơn nè, để khi ta viền nó sẽ thấy rõ mũi móc hơn. Ta hoàn tất được hàng thứ hai ha tạo một họa tiết như thế này tiếp tục đến hàng thứ ba các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc lại hàng thứ ba mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc ha ở cái hàng phía dưới này mình có 5 mũi móc đơn vào 5 chân thì các bạn móc cho mình 5 mũi kép đơn vào 5 chân trước ta có mũi kép đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè tiếp tục kép đơn thứ hai vào chân thứ hai kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư vào chân thứ tư và mũi kép đơn thứ năm sau khi có cho mình được năm mũi kép đơn vào năm chân rồi tiếp tục sẽ là ba chân móc mà mình tạo cái họa tiết sò phía dưới thì ba chân móc đó các bạn sẽ thay thế cho mình bằng ba mũi móc xích ha móc lên ba mũi móc xích 1, 2 và 3 sau đó mình sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân kế bên tức là mình sẽ bỏ qua họa tiết sò đâm kim vào các cái chân của mũi đơn á mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình chừa ra hai chân của mũi đơn cuối cùng nha đây đây là mũi kép đơn đầu tiên nè cho cái phần này ha sau đó làm tương tự cho các chân còn lại nhớ chừa cho mình hai chân của mũi đơn cuối cùng ở đây nhé Sau khi đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn, còn lại hai chân của mũi đơn cuối cùng ở đây. Những bạn nào mà khó để ý mũi móc thì các bạn có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào ha. Mình sẽ hạ cái độ cao của mũi móc nè. Thì chân mũi đơn kế cuối móc cho mình một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng móc một mũi móc đơn. Đây là chân mũi đơn cuối cùng ha. Lúc này mình đã hạ được độ cao của mũi móc rồi thì còn lại 8 chân của mũi dời các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm bên dưới tính theo cái mặt mà mình đang móc ở đây mỗi chân móc một mũi dời vào mỗi chân móc ta có mũi dời đầu tiên nè vào cái chân đầu tiên hả tám chân này thì mình đều đâm kim vào các cái đường nằm bên dưới hết mũi dời đầu tiên nè đây hả tiếp tục mũi dời thứ hai Lưu ý khi móc mũi dời á, để cho mình dễ dàng móc hơn thì các bạn sẽ móc hơi lỏng tay một chút nha. Mũi dời thứ ba nè. Mũi dời thứ tư. Mũi dời thứ năm. Mũi dời thứ sáu vào chân thứ sáu. Mũi dời thứ bảy vào chân thứ bảy. Và mũi dời thứ tám vào chân cuối cùng. Khi hoàn tất được 8 mũi dời rồi nè, ta kết thúc được cái hàng móc này rồi ha thì móc lên cho mình một mũi móc xích nhớ là phải kéo dài sợi len và guốc lại cho mũi xích của mình nhỏ lại ha thì mũi xích đó mình sẽ không tính mà các bạn sẽ tính cho mình cái mũi dời cuối cùng ở đây nè lúc này mình sẽ tiến hành thay màu các bạn sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời cuối cùng sau đó mình sẽ thả cái sợi len màu trắng và thay sợi len màu hồng lên trên kim các bạn sẽ đưa cái sợi len màu hồng vào kim Sau đó mình guốc lại cho cái đường móc của mình nó vô lại nè Sau đó kéo cái nút vượt có này qua cái chân móc Móc lên một mũi móc xích Các bạn cũng có thể guốc lại cho cái mũi này nhỏ lại ha Sau đó mình sẽ móc liên tiếp 8 mũi dời vào 8 chân Mũi dời đầu tiên vào cái chân mà mình vừa đâm kim luôn á Tiếp tục mũi dời thứ hai đây, vào cái đường móc nằm bên dưới theo chiều mà mình đang móc ha. Mũi dời thứ ba. Mũi dời thứ tư. Mũi dời thứ năm vào chân thứ năm. Mũi dời thứ sáu. Mũi dời thứ bảy. Và mũi dời thứ 8 Hoàn tất được 8 mũi dời vào 8 chân rồi nè. Những bạn nào mà khó thấy mũi móc thì có thể đánh dấu và mình vào cái chân kế tiếp ha. Hàng này mình sẽ móc tương tự như hàng mũi đơn phía dưới. Tức là các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Đối với những bạn nào mà móc luôn vào chân móc thì lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc. Còn những bạn nào mà móc vào đường bên dưới thì mình sẽ móc vào đường bên dưới ha. Đây, mũi đơn đầu tiên vào chân thứ chín nè. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân cứ móc cho mình một mũi đơn. Sau khi các bạn móc cho mình các cái mũi móc đơn cho đến 3 mũi xích mà mình tạo cái khoảng cách ở đây nè. Thì 3 mũi xích đó các bạn sẽ không để ý cho mình mà mình chỉ để ý đến cái hàng màu trắng mũi đơn bên dưới. Tức là cái họa tiết so của hàng mũi đơn đó nè. Thì chính giữa của họa tiết so đó nó sẽ có một cái khoảng trống. Mình sẽ móc vào đây một cái họa tiết so tương tự ha đây vào khoảng trống này lấy lên nè sau đó mình sẽ giấu luôn cả ba mũi xích đó vào trong cái họa tiết ha lần thứ nhất đâm kim nè kéo lên kéo dài cho nó bằng với lại cái mũi đơn ha lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư sau đó kéo qua hết các đường trên kim móc lên một xích tiếp tục làm lần thứ hai lấy lên cũng đâm kim vào khoảng trống đó luôn làm lần lượt 4 lần hả? Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, sau đó kéo len qua hết các đường trên kim, móc lên một xích. Ta có được họa tiết sò thứ hai. Các chân còn lại thì sẽ làm tương tự, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mình có 5 chân thì 4 mũi móc đơn vào 4 chân. Vào đường móc nằm bên dưới nha. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Và lưu ý ở cái mũi cuối cùng mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ đừng móc vào đường nằm bên dưới nha. Ta sẽ hoàn tất được hàng móc màu hồng thay màu nè. Tiếp tục hàng kế tiếp móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng này mình sẽ làm tương tự như hàng kép đơn ở bên dưới. Ta sẽ móc luôn vào chân móc nè. Mình có 5 mũi kép đơn vào 5 chân thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt 5 mũi vào 5 chân ha. mũi đầu tiên nè tiếp tục mũi thứ hai đâm kim luôn vào chân móc nha mũi thứ ba mũi thứ tư và mũi kép đơn thứ năm vào chân thứ năm sau khi có được 5 mũi kép đơn vào 5 chân rồi thì tiếp theo sẽ là cái họa tiết sò của mình thì thay thế cho mình bằng 3 mũi móc xích ha tương tự như hàng kép đơn bên dưới thì móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó mình sẽ đâm kim vào các cái chân mũi đơn bên này, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại, vừa cho mình hai chân của mũi đơn cuối cùng nha. Khi đã móc các mũi kép đơn cho đến cuối rồi nè, còn hai cái chân móc thì tiếp tục hạ độ cao cho mũi móc, bằng cách chân kế cuối móc một mũi nửa kép và chân của mũi đơn cuối cùng móc một mũi móc đơn lúc này mình sẽ còn 8 chân móc của 8 mũi dời các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nè móc 8 mũi dời vào 8 chân ha móc cho đến kết thúc hàng mũi thứ hai mũi dời thứ ba nè Mẫu này thì cũng đơn giản, mỗi màu móc các bạn sẽ móc cho mình hai hàng móc giống y chang như nhau. Mũi dời thứ 8 vào chân cuối cùng nè. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Nhớ mỗi lần móc lên một mũi móc xích thì kéo dài sợi len và guốc lại cho mũi xích của mình nhỏ lại. Và đây nè, đây là cái chân của mũi dời thứ 8 kết thúc chứ không phải là cái chân mình vừa móc lên xích ha. Ta đâm kim vào đó. Sau đó mình sẽ thả cái sợi len màu hồng và thay sợi len khác màu lại. Mình sẽ kéo lại cho cái nút này nhỏ lại sát với đầu kim nè. Kéo qua cái chân móc đó. Móc lên một buổi móc xích và nhớ guốc lại cho mũi xích của mình nhỏ lại. Và mình sẽ móc lần lượt 8 mũi dời vào 8 chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như hàng mũi đơn bên dưới ha tám mũi dời vào tám chân, mũi dời thứ tư nè, mũi dời thứ năm, mũi dời thứ sáu vào chân thứ sáu, mũi dời thứ bảy, và mũi dời thứ tám. Sau khi hoàn tất được tám mũi dời rồi thì mình tiếp tục móc mũi đơn nè, mũi đơn thì sẽ tương tự như các cái hàng mũi đơn bên dưới, lần lượt móc các cái mũi đơn cho đến cái họa tiết sò hả. Móc đến cái họa tiết sò thì mình sẽ móc luôn vào cái họa tiết sò bên dưới một họa tiết sò tương tự. Sau đó tiếp tục móc lên 2 xích và móc hàng kép đơn tương tự như hàng này. Thì đây sẽ là mặt phải của sản phẩm nè, mặt phải là hàng mà mình móc mũi đơn ha. Các bạn chỉ cần để ý ở bên trên cái hàng mũi dơi nè, hàng mũi giả đen. Thì nó sẽ đều như thế này. Còn cái mặt sau á nó sẽ bị xen kẽ hai màu ha. Đây mình sẽ chọn là mặt trong. Còn mặt ngoài sẽ là cái mặt này ha. Các bạn cứ móc thêm cho mình xen kẻ nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc rồi nè. Đầu tiên thì các bạn cần xác định cho mình số đo vòng đầu của xa các bạn cần móc là bao nhiêu. Sau đó mình sẽ lấy cái số đo vòng đầu đó trừ khoảng tầm 5 cho đến 7 cm. Mình sẽ ra được cái chiều dài mà mình cần móc cho cái phần thân nón. Thì cái chiều dài này mình có để ở phần mô tả ha. Chiều dài cũng như là cái độ sâu của phần thân nón mình để ở phần mô tả. Và kích thước này cũng là kích thước tương đương thôi nè Các bạn có thể thay đổi tùy vào cái số đo vòng đầu ha Bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại Lúc này cái phần màu trắng mình sẽ không cần nữa Mình sẽ viền lại bằng phần màu hồng ha Mình sẽ cắt đoạn len màu trắng nè Sử dụng đoạn len màu hồng Thì lúc này mình cũng đâm kim vào cái chân của mũi dời thứ 8 kết thúc và kéo cái nút của màu hồng qua nè móc lên một mũi móc xích mình sẽ nối và viền lại cái phần thân nón phía trước trước ha hoặc là các bạn cũng có thể nối lại cho mình cái phần mũi giả đen ở phía sau này trước sau đó mình mới viền lại cũng được ha thì mẫu này mình sẽ viền lại phần thân nón trước sau đó mới nối lại sau thì đầu clip mình cũng có nói mặt trước của sản phẩm sẽ là cái mặt mà ở mũi giả đen nó sẽ liền nhau như thế này Đây là phần màu trắng và màu hồng nó liền nhau nè Còn mặt trái sẽ là mặt mà nó có những cái màu sen kẽ lại như thế này Thì các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt phải ra phía ngoài Mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời thứ 8 là mũi dời kết thúc luôn nè sau đó các bạn sẽ đặt cho mình cái đầu còn lại xuống phía dưới Hai chân móc song song như thế này, móc vào đây mũi dời đầu tiên. Sau đó sẽ dời và nẹp liên tiếp vào tám chân liên tiếp ha. Mũi thứ hai nè, vào hai chân tương đương với nhau. Sau đó tiếp tục mũi thứ ba. Cũng vào cái chân móc tương đương luôn nè, ở phía sau. Móc mũi dời thứ ba. Làm lần lượt tương tự cho mình cho các chân móc kế tiếp ha. Lúc này để nẹp lại được cái phần phía sau nè Ở phần này mình sẽ làm cái phần che cái phần ót phía sau á Thì các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình đạt được tổng cộng là 2 phần 5 2 phần 5 so với tổng cái chiều dài mà mình có được nha Thì ví dụ như ở đây 35 mũi móc xích gây nên đầu tiên Chia cho 5 sẽ được 7 Thì các bạn sẽ nẹp cho mình 2 phần 5 Tức là mình sẽ nẹp được 14 ha 14 mũi Sau khi đã nẹp được 2 phần 5 so với tổng chiều sâu của toàn bộ phần thân nón rồi Thì bây giờ mình sẽ viền lại cái phần phía sau ót này cũng như là cái phần thân trước Ta họ có được cái form nón như thế này rồi nè Thì bây giờ mình sẽ viền lại ha Thì tiếp tục các bạn sử dụng cho mình cái mũi mà mình đang móc luôn Mình sẽ móc các cái mũi móc đơn cho cái phần thân màu trắng ở đây Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Và mình sẽ móc luôn vào chân móc nha móc tương tự cho mình cho đến cái họa tiết sò. So. Sau khi đã viền lại được hàng mũi đơn cho đến 3 mũi xích mà mình gây nên để tạo khoảng cách của cái họa tiết sò so, á. Thì lúc này ở đây các bạn cũng tiếp tục tạo cho mình thêm một họa tiết sò so tương tự. Tức là mình cũng đâm kim vào cái chính giữa của họa tiết sò so phía dưới. Lấy lên lần lượt 4 lần liên tiếp nè kéo qua hết các đường trên kim và móc lên một xích. Tiếp tục làm lần thứ hai. Lên một mũi móc xích. Các chân còn lại thì mình cũng viên tương tự, mỗi chân một mũi móc đơn và móc vào luôn chân móc nha. Ta sẽ viền lại được cái phần sau ốc phía sau rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ viền lại phần mặt trước. Để viền lại phần mặt trước các bạn sẽ tạo cho mình một góc ở đây. Móc lên một buổi móc xích và chân đó tiếp tục móc thêm một buổi móc đơn. Như vậy là ta sẽ có được một cái góc như thế này. Ở cái phần mặt trước các bạn để ý cho mình nè. Ở đây mình sẽ có thân chân móc. Chân móc mà mình móc mũi kép đơn. Chân móc mình móc mũi móc đơn, tức là ở đây nó có hai cái chân móc liên tiếp. Sau đó là thân chân móc. Rồi đến hai cái chân móc thân chân móc rồi đến hai chân móc thì mình sẽ không móc vào thân chân móc mà các bạn chỉ nhắm cho mình ở những cái chân móc thôi ở đây mình có hai chân móc nè mỗi chân móc một mũi móc đơn ha tiếp tục nè bên này cũng móc vào hai chân móc thôi nè mình sẽ không có móc vào các cái thân chân móc nha cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào chân móc chứ đừng móc vào thân chân móc đây là hai cái chân móc ha thì mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mình cứ viên tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Thì cái phần mũi đơn này nó sẽ giúp cho cái phần nón của mình nó có cái độ bo lại cho sát cái phần mặt hơn ha. Tương tự cho mình cho đến góc. Sau khi đã viền cho mình được đến cái phần góc rồi, chân cuối cùng đó cũng tạo cho mình một góc. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái phần cổ phía sau nè. Mình cũng móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi viền được đến cuối hàng rồi móc vào chân cuối cùng một mũi dời, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Lúc này sợi len đang nằm ở mặt phải ha. Ta đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, sau đó kéo sợi len vào trong. Và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được form nón như thế này. Đối với cái hàng mà mình giả đen ở phía sau á, mình sẽ tiến hành bo lại. Các bạn sẽ sử dụng cho mình sợi len và kim khâu ha sợi sợi len vào trong kim khâu nè. mình sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng các bạn có thể giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. mình sẽ lần lượt đâm kim vào các cái đường móc của mũi dời ở giữa hai màu móc à. Mà. đâm kim tới đâu thì mình sẽ guốt lại cho cái đường móc của mình nó nhỏ lại nè. sau đó cứ lần lượt khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng. Khi đã khâu lại được đến hết vòng rồi thì cái vòng tròn của mình nó sẽ hơi bo nhỏ lại như thế này rồi. Mình sẽ tiếp tục móc một cái nút để mình có thể che lại được cái phần này ha. Thì để móc nút các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là tám mũi móc đơn á. Mũi đầu tiên nè. 2 3 4 5 6 7 ba 8 kéo sợi len ngắn cho vòng tròn nhỏ lại và các bạn kéo vừa tay thôi ha đừng có kéo quá chật sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích ở vòng móc thứ hai các bạn tiếp tục móc vào vòng tròn ta vừa tạo đầu tiên á đây thì ban đầu mình không có quút quá chật nè nó sẽ có một cái độ hở như thế này các bạn tiếp tục móc vào đó cho mình là 16 mũi móc đơn ha móc đơn đầu tiên nè vào cái vòng tròn đầu tiên luôn nhé mũi móc đơn thứ ba hoàn tất được 16 mũi móc đơn rồi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích kéo và cắt len lúc này mình sẽ cầm cái đầu len ngắn ban đầu á vuốt lại cho cái vòng tròn của mình nó khít lại luôn và mình sẽ giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc ta sẽ hoàn tất được một cái nút như thế này sau đó các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu, mình sẽ khâu cố định cái phần nút của mình ở phía sau của cái hàng mũi dời ha. Cái phần nút này thì các bạn có thể đến cố định bằng keo cho nó chắc chắn hơn. Mình sẽ giấu luôn các cái sợi len thừa vào trong mũi móc. Ta hoàn tất được cái form nón như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tạo hai đầu dây. Dùng một đầu len sau đó kéo chập đôi. Cái độ dài này nó có thể tầm khoảng một mét rưỡi hoặc là 2 mét ha. Tùy vào độ dài của sợi dây mà các bạn canh chỉnh cho mình cho phù hợp. Sau đó tiếp tục tạo thêm cho mình một lần nữa. Cũng chập đôi luôn ha. Thì lúc này mình sẽ có được bốn sợi nè. Cắt cái đầu này. Sau đó cắt cái đoạn chính giữa luôn. Thì mình sẽ tạo ra được hai sợi dây chập đôi có kích thước bằng nhau. Tách cho mình hai sợi dây này ra. Sử dụng một sợi dây chập hai cái đầu dây lại, sau đó mình sẽ kéo cho đến điểm giao giữa hai cái đầu ha. Ta đâm kim vào cái góc của cái phần thân nón. Sau đó mình kéo cái điểm giao này qua cái góc đó. Từ đây móc lên một dây móc xích sao cho nó có đủ cái độ dài mà các bạn cần cho cái phần cài của mình ha. Lúc này trên kim của mình nó sẽ có hai đường nè nó sẽ tạo cái độ dày cho sợi dây hơn ha khi hoàn tất cho mình được hai sợi dây rồi thì mình sẽ gắn thêm hai cục bông ở hai bên để cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hoặc các bạn cũng có thể trang trí những họa tiết khác lên trên thân nón thì như vậy là mình vừa hoàn tất được một cái mẫu nón trùm tay cho bé xinh xắn như thế này sợi dây này mình có thể cột lại để nó không có bị tuột ha Mẫu này các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.